Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Man United sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Everton bán rẻ trụ cột cho MU. Man United gặp khó với Sancho. Man United sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Đang có một làn sóng từ các huyền thoại Man United kêu gọi sở hữu chủ mới sa thải huấn luyện viên Ten Hag ngay sau mùa giải này, với những phân tích thấu đáo và thuyết phục về lối chơi hỗn loạn của câu lạc bộ. Paul Scholes đã chỉ trích hai ngôi sao của Manchester United, Kobbie Mainoo và Alessandro Garnacho, vì đã đội mũ hoodie trong một buổi tập luyện dưới mưa tại Carrington như là một cái cớ phê phán huấn luyện viên Ten Hag. Man United đã tìm người thay thế Ten Hag. Quỷ đỏ đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió, với những câu hỏi được đặt ra về phương pháp huấn luyện của Erik Ten Hag, người đang chịu áp lực lớn giữa lúc đội bóng đang gặp phải chấn thương liên miên, bị loại khỏi các giải đấu châu Âu và tụt xuống vị trí thứ 6 tại Premier League. Với những lo ngại Man United có thể bỏ lỡ cơ hội giành quyền tham dự Champions League, tương lai của Ten Hag tại sân Old Trafford đang trở nên không chắc chắn. Khi mà tin đồn về việc đồng chủ sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe có thể thay đổi huấn luyện viên vào mùa hè ngày càng tăng, huyền thoại Scholes đã không ngần ngại chỉ trích đội bóng cũ của mình trong mùa giải này và còn bày tỏ sự thất vọng về tiêu chuẩn của đội bóng bị sa sút trên mạng xã hội sau khi Man United đăng tải hình ảnh Mainoo và Garnacho một cách không nghiêm túc. Cựu tiền vệ MU đã đăng lại hình ảnh đó lên câu chuyện của mình với chú thích: "Tôi không quan tâm đến trang phục, nhưng bạn không thể tập luyện đúng cách với mũ hoodie đội lên đầu. Đây không phải là tiêu chuẩn của một cầu thủ trên sân tập. Tạm biệt." Tuy nhiên, việc phê phán hai đàn em của Scholes chỉ là một cái cớ. Ngôi sao một thời của MU từng làm việc dưới phương pháp huấn luyện truyền thống của Sir Alex Ferguson tin rằng chủ sở hữu mới Ratcliffe sẽ tìm cách thay thế chiến lược gia người Hà Lan vào mùa hè. Những gì mọi người đang chứng kiến là một đội bóng ngày càng rời xa chức vô địch qua từng mùa giải. Tôi nghĩ Ratcliffe đã quyết định từ trước về việc sa thải huấn luyện viên Ten Hag vào mùa giải tới. Không thể tiếp tục với một nhà cầm quân không mang lại sự tiến bộ cho một đội bóng trong 2 năm liền sau chuỗi ngày dài của 10 hoặc 11 năm qua. Tôi không nghĩ Ratcliffe hài lòng với những gì đang diễn ra. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Ratcliffe đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới ngay bây giờ. Lối chơi hỗn loạn của MU. Mới nhất ở trận hòa 2-2 của Man United trước đội khách Liverpool vào cuối tuần cũng đã thu hút sự chú ý từ những cựu cầu thủ khác như Roy Keane. Ông đã chỉ trích chiến thuật tử thủ của một đội bóng và so sánh màn trình diễn của họ như một đội bóng tầm trung trước khi bày tỏ sự ngạc nhiên về thái độ của Ten Hag. Cựu đội trưởng Man United Roy Keane nói với Sky Sports: "Rõ ràng là Ten Hag đã uống vài ly rượu sau trận đấu. Tôi không biết rượu mạnh đến mức nào, nhưng Ten Hag dường như rất lạc quan về một câu lạc bộ đang đi xuống. Hãy xem cái cách Man United chơi bóng giống như một đội tầm trung, một câu lạc bộ nhỏ." Trong khi đó, cựu trung vệ Ferdinand tin rằng một số điểm yếu tồi tệ nhất của Man United đã trở nên rõ ràng hơn dưới thời huấn luyện viên người Hà Lan. Ten Hag có thể đổ lỗi cho cầu thủ chấn thương và Man United từng có nhiều ca chấn thương, nhưng nhiều đội bóng cũng vậy. Họ vẫn chơi theo một phong cách bóng đá ổn định. Còn ở Man United, tôi chỉ thấy một phong cách hỗn loạn của Ten Hag. Man United đã kết thúc ở vị trí thứ 3 tại Premier League và giành chiến thắng Carabao Cup trong mùa giải đầu tiên dưới thời Ten Hag. Và mặc dù Quỷ Đỏ vẫn còn ở trong cuộc đua FA Cup mùa này, nhưng họ đang đánh mất quá nhiều niềm tin. Everton bán rẻ trụ cột cho MU. Theo Football Insider, trước áp lực về mặt tài chính, đội chủ sân Goodison Park buộc phải giảm giá những ngôi sao mà họ có. Với tình hình nhân sự cũng như những màn trình diễn bất ổn nơi hàng thủ, không ngạc nhiên khi Manchester United muốn nâng cấp chất lượng cho khu vực này. Thời gian qua, đội chủ sân Old Trafford đã để mắt đến khá nhiều mục tiêu tiềm năng. Trong đó, Jarrad Brainwhite nổi lên như một mục tiêu hàng đầu. Ngôi sao thuộc biên chế Everton gây ấn tượng mạnh bởi khả năng đọc tình huống và tranh chấp mạnh mẽ. Hơn thế nữa, trong bối cảnh Zotofes rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, họ buộc phải bán tài năng của câu lạc bộ để giải quyết vấn đề. Theo Football Insider, ban đầu đội chủ sân Goodison Park ra giá 70 triệu bảng cho Brainwhite. Tuy nhiên, trước áp lực về mặt tài chính cộng thêm việc câu lạc bộ đang đứng trước nguy cơ xuống hạng do vừa bị ban tổ chức trừ 2 điểm, họ có thể phải chấp nhận một mức giá rẻ hơn. Everton vừa báo lỗ hơn 89 triệu bảng và phải bán cầu thủ để cân bằng ngân sách trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 để giải quyết vấn đề. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Zotofest phải chấp nhận giảm giá ngôi sao của họ. Man United gặp khó với Sancho. Man United gặp khó trong việc bán Sancho cho câu lạc bộ Dortmund.
Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh người Anh, có thể sẽ trở lại Borussia Dortmund từ Manchester United chỉ sau 3 năm chuyển đến MU với mức phí 73 triệu bảng. Daily Mail tiết lộ, lúc này Quỷ Đỏ đang kỳ vọng thu về ít nhất 40 triệu bảng cho Sancho. Tuy nhiên, Dortmund không nghĩ vậy. Họ hy vọng có thể ký hợp đồng với cầu thủ 24 tuổi này với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều con số kể trên, khiến thương vụ chưa thể diễn ra như ý muốn. Hợp đồng hiện tại của Sancho với Manchester United sẽ hết hạn vào năm 2026, nhưng cầu thủ này từ lâu đã có ý định ra đi tìm bến đỗ mới. Dortmund tin tưởng rằng họ có thể thuyết phục Manchester United giảm giá chuyển nhượng Sancho trong ít tuần tới khi biết đội bóng của Ten Hag đang muốn bán tháo cầu thủ này để có tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng. Với 11 điểm kém đối thủ ở các vị trí thứ 4 và thứ 5, vị trí có suất tham dự UEFA Champions League 2024-25 trên bảng xếp hạng khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 7 trận nữa. Các fan của MU gần như đã từ bỏ hy vọng được xem đội nhà tại cúp C1 mùa tới. Tuy nhiên, việc thay đổi thể thức thi đấu có thể bất ngờ mang lại cho Quỷ Đỏ cứu cánh hết sức hữu hiệu. Năm 2024-25 tới sẽ là mùa giải đầu tiên cúp C1 nâng số đội tham dự lên 36 đội tham gia thay vì 32 đội như các mùa bóng trước đó. Cùng với việc mở rộng kể trên, hai giải đấu quốc nội trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có hệ số UEFA cao nhất sẽ có 5 đội đủ điều kiện dựa trên vị trí cuối cùng họ đạt được tại giải vô địch của họ. Hiện tại, Đức và Ý đang nắm giữ những vị trí đó, nhưng với 5 trên 6 câu lạc bộ Anh đang có mặt ở tứ kết các giải đấu do UEFA tổ chức mùa này, nước Anh nhiều khả năng sẽ thấy chỗ Đức hoặc Ý để lấy suất dự thứ 5. Nếu giải Ngoại hạng Anh được trao thêm một suất tham dự cúp C1, thì một số trường hợp đặc biệt sẽ giúp Manchester United đủ điều kiện dự giải, bất chấp việc chỉ đang đứng thứ 6 tại Premier League năm nay.